Em xin trân trọng giới thiệu bữa cơm chiều ngày hôm nay ăn gì đậu hũ suốt trứng thịt bầm cái món này ăn rất là ngon ăn ba bốn chén cơm là bình thường trước tiên thì em bắt cái chảo lên chứ cho dầu vô dầu nóng rồi mình sẽ cho tỏi vô tỏi phi thiệt thơm đừng để cho nó vàng quá cũng được sau đó mình sẽ cho thịt thịt nãy em mua 200g về nhà em bầm ra rồi mình cho thịt vô rồi mình lấy đũa mình xào qua xào lại đến khi nào thịt nó tái nó muốn chín rồi mình sẽ cho cà chua vô cà chua này hai trái nha em bầm ra em bầm nhỏ nhuyễn gì bằm ra hạt lựu cũng được nữa rồi mình cho cà vô rồi xào qua xào lại sau đó mình sẽ nêm thôi cho muỗng hạt nêm vô muỗng đường sau đó mình xịt cái nước tương lên nêm nêm nếm vừa ăn là được tùy theo khẩu vị nha rồi mình sẽ cho dừa hào vô cho hào vô mới ngon nha rồi ai có tương ớt thì cho vô luôn nhưng nhà em hết tương ớt rồi sau đó mình cho dừa hào rồi mình cho nửa chén nước lọc vô rồi mình xào qua xào lại bên kia em cho tăng đường bột ngọt ra đó bắt lửa yêu hiu thôi khi nào mà cà chua với thịt nó hòa quyện gì là được mình tắt bếp đi rồi cho nó ra cái dĩa sau đó anh bắt cái chảo lên nữa cho ba miếng đồ hũ lên cho hai cái trứng gà trứng vịt gì cũng được chứ rồi lấy cái giá mình sẽ bầm qua bầm, thiệt là nhuyễn luôn bầm xong rồi mình sẽ chảy thiệt là đều ra gan mình chiên trứng gì đó rồi mình chảy hết cái chảo ra rồi mình chảy ra rồi mình sẽ dặn thêm một miếng hạt nêm vô mình sẽ cho thêm uh, miếng đồ ăn là để hồi mình chiên nó đừng có cho nó khét cái chảo thôi sau đó đậy nắp lại chừng vài phút mình dở ra nó chín như là được sau đó thì mình sẽ cho cái dĩa thịt, uh, cà chua bầm nãy là mình làm sẵn đó. rồi mình sẽ trang lên nha rồi mình chế lên mình sẽ chảy thiệt đều giáp là được rồi rồi tắt lửa bếp thôi mình sẽ cho hành lá với ngò gí lên cho cho thơm thôi giờ là chuẩn bị một chén cơm dùm cho em cả nhà nhìn cái màu rất là ngon luôn đó bữa nay thì em cho ăn chén nha cái món này rất là ngon anh chị nào làm thử dùm em cái này nha công nhận nó ngon thì anh chị ơi, ăn ba bốn chén cơm là bình thường luôn thôi giờ mời mọi người ăn cơm chiều với em nha đậu hủ số trứng thịt bồng nha đơn giản thôi mà rất là ngon luôn anh chị cái này giờ này nó còn nóng mà ăn cũng không mỏ luôn mà công nhận nó ngon thiệt nha cái này mà có trái dừa leo hả là cái đồ, bóp đồ gồng gì cũng được chứ ăn kèm vô nó rất là ngon luôn mà hôm nay không có ăn cơm không luôn thôi cái món này rất là ngon anh chị chào biệt anh chị nha Hãy anh chị clip sau đi